Thưa quý vị, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ dạ hình phạt của ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi là luật sư trong vụ án liên quan vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng là giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó, ngày 1 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hàng Ni 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Văn Sĩ 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cáo trạng xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng, hai bị cáo Đặng Thị Hạng Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng tư cách nhà báo, luật sư để thu thập thông tin, biên tập nội dung, ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng đăng phát nhiều video có thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật. Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây quan mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân bà Hằng, ông Quỳnh Quy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc.